bà đi khám bệnh ở đây, ông có nhận định gì không? Ông có nhận định sớm bớt cho khoảng 1 năm gỡ nói là mấy đứa con ông có nhận định sao? Tốt. Nhưng mà ngay từ đầu thì do bởi con ao bạn hiểu ăn cháo đắng cho nên con của bạn sợ, nhưng mà hôm nay bạn thấy ăn cháo đắng thì sao, dám ăn được chết chết luôn không? Ăn được cháo đắng là bà sống khỏi sống mãi. Bây giờ mình đọc kinh nhé. Nhân danh cha và con và Chúa, xin Chúa sáng soi cho chúng con một cái việc đã làm, cho con mới tin mới gì chúng con từ cái sự cho đến hoàn thành những việc mới của con. Tại Chúa Giêsu là đứng vào lòng thương xót. Hôm nay chúng con được phước nhận một bệnh nhân, tên của ông là Lương Mộng Sương. Ông là Phật tử chùa Long Khê, quyền Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Chúng con cầu xin Chúa chúc phúc lành cho người anh em này. Có thể chứng bệnh này đi, ít nhất là ông tiểu đường. Chúng con cầu xin Chúa chúc lành cho ông. Đó là cái lòng thành của chúng con. Con xin Chúa dân ông lên. Ông cũng biết được cái nguyên tắc là làm hồ sơ rồi. Lần trước ông có ở đây để làm hồ sơ cho bà, thì hôm nay cái nguyên tắc đó không cần phải nhắc lại với ông nữa. Thấy không nè? Như vậy con chỉ cần biết ông có bệnh này và qua cái giấy xác nhận của chùa nha. Đây là giấy xác nhận của chùa, thì chúng con sẽ đón nhận ông để chữa bệnh cho ông. Bên con thì cầu xin Chúa cho ông mau lành bệnh, còn bên ông thì niệm Phật để mau được lành nhé. Đây là cái giấy quyết định, cái thư của trụ trì chùa Long Hê, thị trấn Vĩnh Bình, Gò Công Tây ha, tỉnh Tiền Giang đã gửi ông đến đây. Thì chắc cũng không cần phải đọc làm chi, thấy không ha? Để biết được rằng là ông có địa chỉ rồi, ông có người gửi ông đến đây rồi. Thì đó là điều mà chúng con đang mừng nhất. Mừng cho ông, hay ông mừng cho chúng con mà mừng cho ông. Với hy vọng rằng cái căn bệnh tiểu đường không trị cũng không lâu. Theo cái kinh nghiệm của chúng con này thì trị không lâu. Nhưng có một điều lâu là ông không theo phác đồ. Còn nếu ông theo phác đồ thì trị không lâu. Ví dụ theo phác đồ có nghĩa là ông hãy nghe lời ban diện chẩn này để ăn uống ngủ nghỉ thì trị mau lắm. Còn nếu ông ăn uống tự do, ngủ nghỉ tự do là không trị nổi. Thuốc tiên trị cũng không hết nha.
Bây giờ bằng chứng là bà là vợ của ông đã trị là đến nay là đã thuyên giảm rồi, thì không cần phải hướng dẫn ông nhiều hơn. Những cái mà ông đã hiểu, hướng dẫn bà thì ông đã hiểu rồi, thì những cái đó ông nhớ lại để mà ông thực hiện thôi. Có một điều này con đáng mừng cho ông là ông có 12 đứa con, nhưng mà ông không chê đạo nào hết. Ông vẫn có một đứa con gái là đạo Thiên Chúa, theo đạo Chúa. Phải vậy không? Con theo đạo Chúa rồi mấy chị em con nó có quýnh con không? Nó không cười con luôn. Nó giữ cho con đi lễ nữa. Nó giữ cho con đi lễ nữa hả? Tức là nó cũng không ghét con theo đạo Chúa mà nó không ghét con. Con đang theo đạo Phật, cái đạo Chúa. Vậy hả? Vậy thì đây là cái điều mà đáng ca tụng không? Đáng tán dương ông, đáng ca ngợi ông, là bởi vì ông sẵn sàng cho con ông có tự do. Tuy ông là Phật tử đã quy ở chùa, nhưng mà ông cũng không khinh thường đạo Công giáo. Cũng như ông không có coi thường đạo Công giáo. Đáng lẽ là ông cấm con ông theo đạo rồi, Công giáo à. Nhưng mà ông không có ý đồ đó. Một là ông không có ý đồ đó. Hai là con ông nó theo người ta rồi, ông la nó không được. Có gì không con? Cha hỏi con chứ không hỏi ba con. Hồi đó con tự lấy chồng Công giáo hay là ba con chỉ? Tự lấy, có nghĩa là ba con không gả, con không đi theo luôn. Thật ra là nó như vậy con. Con hãy mừng đi. Bởi vì cái tuổi của con là áo mặc sao qua khỏi đầu. Nhưng mà cha muốn nói để cha mừng cho ba con là ba con không có coi thường đạo nào hết. Con cái nó đi đạo nào thì mình phải chúc phúc cho nó. Ông có ý đồ đó phải không? Chúc phúc cho con cái mình đi đạo. Cho nên ngay cái chỗ này cho thấy là ông đã có phúc nha. Thì trời Phật cũng không có quên ơn, không có quên cái lòng từ bi đó của ông. Chứ không phải quên ơn ông, mà không quên cái lòng từ bi đó của ông. Kể cả con cái ông nó cũng không có một cái ý niệm gì xấu về ông. Và nó nhìn vào ông là nó thấy ông có cái lòng từ bi đó nha. Cái này là cái đáng tán dương ông. Nhưng cái nào thưởng là thưởng, mà cái nào phạt là phạt. Thấy không? Ngày hôm qua là tán dương ông vì ông đã từ bi với con cái ông. Nhưng hôm nay ông bệnh là phải phạt ông ăn cháo tán để hết bệnh. Cái nào thưởng là thưởng nha. Con hiểu không? Mà khi cho phạt ăn cháo trắng là để cho hết bệnh, không phải cho phạt để cho ông ăn để mà ông ghét ông nha. Vậy nói tóm lại, cái nào tán dương ông là tán dương, mà cái nào phạt ông là phạt, chứ không phải tán dương rồi ông muốn làm gì ông làm. Vậy cái mà tán dương ông là bởi vì ông đã có lòng từ bi với con cái của ông. Nhưng cái phạt ông là vì ông chưa có lòng từ bi với động vật. Ông vẫn còn ăn thịt đó. Còn ăn hết lắm rồi. Không có chuyện ít hay nhiều ở đây. Ăn thường thường ở nhà ăn gạo lứt muối mèo ai. Nhưng ông vẫn còn ăn động vật. Vậy ngay cái chỗ này là ông bị phạt. Ông phạt cho đến khi nào ông hết bệnh rồi ông tự quyết định ăn cái gì đó thì tự ông quyết định. Nhưng ngay bây giờ ông phải bị phạt ông cháu cắn. Để cho hết bệnh rồi ông mới được tự quyết định lại. Vậy bây giờ phạt ông ăn cháu cắn để trị bệnh, ông có vui lòng không? Vui lòng phải không? Sẵn sàng và vui lòng thân quan ha. Chẳng những bằng lòng mà vui lòng nữa đấy, để cho hết bệnh nha. Vậy thì nói gần nói xa qua nói thiệt, tán dương ông là tán dương, nhưng cái nào cho ông đi vào khuôn là phải đi để ông hết bệnh nha. Vậy cái tán dương là vì ông có lòng từ bi tin con cái, nhưng cái không tán dương ông là ông thiếu lòng từ bi với động vật. Và chính vì cái chỗ đó mà ông bị tiểu đường và hô hấp phổi. Vậy phải phạt ông ngay chỗ này cho ta ăn cho đến khi nào hết bệnh rồi, lúc đó ông tự có quyết định cho ông ăn nữa, ăn động vật hay không ăn nha. Rồi ông thống nhất vậy ha. Nhưng mà phạt cái này ông không được buồn, không buồn phải không? Rồi còn giờ phía giấy tờ thì như ông đã biết lần rồi rồi, bây giờ ông cũng có nguyên cái bộ hồ sơ này và ông được khám bệnh tự do nha. Vậy xin mời ông ký tên vô. Ở đây cũng nói lại lần nữa là chết không ở tù nhé. Không hiểu rồi phải không? Chắc thì chết rồi, bà chết trước ông rồi phải không?
Ví dụ hôm rồi con ký bài ký rồi không? Rồi, không ký miếng này nữa. Đây. Hôm rồi con ký thay cho làm chứng cho mẹ con. Thì hôm nay là người khác làm chứng không? Hay là con muốn ký giùm luôn? À, nó không có trách nhiệm không? Ví dụ giờ con ký hả mẹ? Con ký. Ký làm chứng. Con ký. Những cái mà con đã nhắc cho bà hôm trước thì ông phải nhớ lại nha. Ông không mở mạng lên không nghe hả? Có đưa lên mạng rồi, không có coi trên đó chứ? Con có coi chưa? Tự động ba con sẽ nhớ lại để ba con sửa mình nè. Chút xíu là dài 3 tháng rồi. Vô đây rồi yên tâm đi con, ngưng hết. Thì giống như mẹ con vậy đó. Em con hỏi ăn cháo trắng thì chết không? Giống như con hỏi ngưng hết được không? Ngưng hết, mỗi tháng 18 à cà. Mỗi tháng con uống thuốc 18 ngày không? Không uống cái chết luôn á. Mấy cái bộ hết ở đi. Mỗi tháng mỗi tháng. Anh hỏi gì kia mà cái té thôi. Nhắc lại ông một lần nữa, nhắc lại ông một lần nữa là hiện bây giờ tất cả chúng ta đều đã lên xuồng để trị bệnh cho ông. Hôm nay ông đến đây là để trị bệnh chứ không phải là đến đây để lấy thuốc gì. Vậy thì ông phải ráng cố gắng trị bệnh, ở lại trị bệnh. Và những người nuôi ông phải ráng cố gắng là buộc ông phải kiên trì. Vì con cháu ông đã ký vô đây làm chứng cho ông trị bệnh. Và ban diện chẳng đã ký vô đây để mà cố gắng trị cho ông. Kể cả con cũng ký vô đây để cố gắng trị cho ông rồi. Vì thế chúng ta phải cố gắng chúng ta trị cho bằng nha. Giá nào chúng ta cũng phải tiêu diệt cái con vi trùng gọi là đái tháo đường này nha. Thì cầu xin Chúa là đứng vào lòng sống sót chúc lành cho ông. Theo bên đạo Phật ông thì cầu xin nước Phật sẽ gia hộ cho nha. Cầu xin Phật gia hộ. Đó là lòng thành kính của ông. Ông có ý kiến gì không? Bà có ý kiến gì không? Dạ không. Con đúng không con? Vậy ha. Rồi vậy cho giao bệnh nhân này lại cho ban diện chẩn ha. Ban diện chẩn hay cố gắng chữa trị cho ông Mười ha. Gọi là ông Mười nha. Đây giấy tờ của ông Mười đó. Giữ hết các hồ sơ này. Rồi bắt đầu từ hôm nay đó đi, ông sẽ gặp ban diện chẩn này. Ông sẽ gặp được con 3 lần nữa. Đợt 1, đợt 2, đợt 3 là ông về. Ông chỉ còn gặp chính thức 3 lần. Mà gặp chơi chơi thì gặp hoài. Nhưng mà gặp để làm việc với ông là có 3 lần nữa thôi nha. Mắc đó. Vậy sau khi gặp 3 lần rồi là ông không còn bệnh nữa. Thì gặp lần thứ 3 ông ra khỏi đây là ông hết bệnh là đường ai nấy đi. Giờ đây khi về quê hương ông rồi, ông lo thờ Phật, cúng Phật, yêu mọi người, làm theo lời dạy của đấng tôn thờ. Rồi ông cứ tự nhiên đi thôi, chết. Con ở đây con làm theo lời Chúa dạy con rồi, tự nhiên con chết, con không gặp nhau nữa. Gặp có 3 lần nữa thôi nha. Mắc dữ. Mắc dữ. Đừng ham gặp sớm.
để 3 năm hay gặp gặp 3 lần gặp 3 năm được không? Hay là 3 tháng? Ông muốn gặp 3 lần mà gặp 3 tháng hay là gặp 3 lần mà gặp 3 năm? 3 năm là ở đây xuống đó con. Nên gặp ít thôi nha. Nếu ông muốn gặp 3 tháng thì ông phải kiên trì tiệp đó. Còn nếu ông mà muốn gặp 3 năm thì ông khỏi cần kiên trì. Ở đây cũng chạy không luôn. Như như giờ là con thầy sáng lên như đã có trước vô cùng và bây giờ và có và đời đời cũng cùng chúng con à, xin mời ban diễn cảnh làm việc với ông ha. Rồi rồi cảm ơn gì tôi đủ giấy tờ là làm việc quá cảm ơn chuẩn bị công việc cho phòng khám thành ha. Hai bệnh nhân này đã uống được liều thuốc nào?